Kính thưa quý vị, tin từ Yong Zi, một nông dân Trung Hoa, người bị mất đi hai bàn tay trong một tai nạn dị thường, đã biến sự không may này thành một thương mại gia đình bằng cách cấu tạo hai cánh tay cơ năng riêng cho mình. Sun Jifa, từ vùng Chu Linh, miền Bắc Trung Quốc, bị mất cả hai bàn tay khi một dụng cụ câu cá bị nổ sớm tại nhà của ông 9 năm trước. Không có đủ khả năng mua những cánh tay giả đắt tiền mà những nhà thương địa phương cung cấp, Sun mua một đôi tai hạng thấp, chứng minh cho thấy gần như vô ích cho công việc đồng áng và chăm sóc cho vợ cùng với ba đứa con gái của ông. Hăm hở để có lại đôi tay, Sun đã bỏ ra gần 8 năm cấu tạo bộ tai cơ năng cho mình, với rất ít sự hướng dẫn từ bên ngoài mà chỉ từ trực giác riêng. Kết quả của công việc này đã thay đổi cuộc đời của ông. Đôi tai giả của ông Sun đã tạo cho ông trở thành một tên tuổi trong thành phố quê nhà và mang về sự chú ý từ truyền thông quốc tế. Không bao lâu sau đó, trước khi những người tàn tật khác bắt đầu yêu cầu một cặp tai giả cho họ, nông dân đồng nghiệp Li Zhang Hong, người bị mất tay trái nhiều năm trước, đã đến với Sun sau khi ông tìm thấy cánh tai giả mà ông mua thay thế không có hiệu quả gì. Sun cho biết ông đã bán khoảng 1.000 những cánh tay giả cho khoảng 3.000 yuan, tức là 499 Mỹ Kim, mà ông nói chỉ bằng 1/10 giá mà nhà thương bán ra. Cánh tay giả của ông Sun không chỉ thực hiện những công việc phức tạp của đồng án, mà còn có thể làm được các công việc hàng ngày như nhặt một cái thìa hay đốt một điếu thuốc lá. Mặc dù thương mại thành công lớn, đối với Sun hiện thời 53 tuổi, có lẽ lợi ích lớn nhất từ đôi cánh tay mới, đó là chúng đã mang lại sự tự tin cho ông.